Hello guys, welcome back to Cô Giáo Quỳnh Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Cô Giáo Quỳnh. Ngày hôm qua thì Quỳnh có lên mạng và Quỳnh đã search xem coi là có cái topic gì đang hot để mà có thể dạy học cho mọi người đây. Và sau đó thì Quỳnh mới thấy được là mình mới tìm ra đó chính là bài hát tình yêu khủng long, tình yêu siêu khổng lồ. Sau đó Quỳnh mới nói với bạn mình là ôi cái này đang hot nè mà Quỳnh không biết gì hết. Tức là tại vì Quỳnh không nghe, Quỳnh không biết. Nói là bạn Quỳnh nói chứ vậy mà cũng có người đang đú trend cho được đó. Ok, bị gọi là đứa trên cũng được, miễn là có thể giúp cho các bạn học được học tiếp thu một cách hiệu quả hơn, thú vị hơn thì mình cũng sẽ làm thôi. Ok, và bài học này thì nó rất là tinh nghịch, rất là dễ thương và thật ra rất là dễ học, tại vì nó cũng không quá nhiều từ mới và từ lạ đâu, cho nên mình nghĩ rằng là bài học này chúng ta sẽ học rất là nhanh thôi. Rồi, và nếu các bạn yêu thích bài học của mình thì các bạn nhớ là hãy nhấn nút like và nhấn nút subscribe đăng ký theo dõi để nhận được nhiều bài học mới hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Mộng tình yêu tan ra. Cái vô Quỳnh nói mà bài này dễ học lắm, 1, 2, 3 ai cũng biết. Rồi mộng tình yêu tan ra, mộng tình yêu là the dream of love. Rồi tan ra mình sẽ dùng từ là fade, fades away, faded away, tan ra. The dream of love, ở đây mình dùng là trong quá khứ nhỉ, faded away, tại vì nó đã tan biến rồi thì mình dùng trong quá khứ nhé. So 1, 2, 3, the dream of love faded away. Và các bạn nhớ đừng đọc là dream nhé, mình nhắc rất là nhiều lần rồi. Dream, the dream of love faded away, tan ra. Em ngồi đếm nỗi đau. Các bạn đừng dịch là đếm là world count 1, 2, 3 nhé, mà ở đây có nghĩa là đếm nỗi đau, tức là mình cảm nhận cái nỗi đau đó. Ok, so feel the pain inside, cảm nhận nỗi đau. Bên cạnh ly soda, with soda at my side. Ly soda bên cạnh. So feel the pain inside, with soda at my side. Anh buồn không? Em rất buồn. Trời, câu này dịch dễ lắm. Are you sad? Anh có buồn không? Are you sad? Em rất là buồn. I'm very sad. Nhưng vì sao? Em chẳng thể hiểu. But why? Nhưng vì sao em chẳng thể hiểu? Đang nói chung một câu hả? À ok. But why can't I understand? But why can't I understand? Anh đợi chi? Why can't I understand? Anh đợi chi? Anh đợi chi? What are you waiting for? What are you waiting for? Anh đợi chi? Anh đợi ai? Thì mình chỉ cần thay chữ what bằng chữ who thôi. Who are you waiting for? Anh đợi chi? Anh đợi ai? Nhìn xa xăm. Nhìn xa xăm mình sẽ có cụm cho Quỳnh là take a far away look, là nhìn xa xăm. Nhìn xa xăm là take a far away look. Bên hiên nhà, từ này mình có học trong bài Ai mang cô đơn đi rồi, từ porch là hiên nhà. On the porch. Bên hiên nhà anh đang vô tư cười với ai? Who are you happily smiling to? Anh đang vô tư cười với ai? On the porch, who are you happily? Vô tư ở đây có nghĩa là một cách vui vẻ, cho nên mình mới thay bằng chữ happily là như vậy cho nó đơn giản. Smiling to, anh đang vô tư cười với ai? Ôi tình yêu đơn phương thật rất mỏi mệt. Yêu đơn phương, falling in love là phải lòng ai đó đúng không? Nhưng mà yêu đơn phương thì cái đó không còn là love bình thường nữa, mà nó là unrequited love. Falling in unrequited love là yêu đơn phương nha các bạn, học cụm này nhé. Falling in unrequited love thì rất là mỏi mệt, is exhausting. Các bạn học cụm từ này luôn, rất mỏi mệt. Nó cái mức độ nó hơn cái chữ tired nhiều. Rất rất mỏi mệt, kiệt sức luôn. Exhausting, đọc là exhausting.
Falling in unrequited love is exhausting. Thế nên, that's one. Em có nên nói ra những lời này, shall I? Rồi nói ra nhá, say these words out loud. Các bạn học cho mình cụm từ say out loud, có nghĩa là nói một cái gì đó ra. Say these words, nói ra những cái lời này là these words. So that's why, shall I say these words out loud? Out loud, nói ra. Một tiếng yêu chứ. Dễ thương gì đâu luôn á, tự nhiên mình làm bài này xong mình tự nhiên mình cảm thấy mình trẻ ra chục tuổi. Trở nên tin hẳn luôn. Ok. Tình yêu như lòng. Rồi. Ở đây đừng dịch sát là tình yêu là dinosaur love, đừng có dịch con khủng long ra luôn nha mọi người. Ở đây hiểu là sao dùng từ khủng long là để hình tượng hóa cho một cái việc tình yêu khổng lồ, một cái tình yêu rất là lớn lao đấy. Alright, rồi sâu thẳm trong trái tim em, deep in my heart. Cụm này mình cũng gặp khá là nhiều rồi. Deep in my heart, there is a huge love. Tình yêu siêu to siêu khổng lồ ở đây. Huge love for you là được rồi. Đừng nói dinosaur love nha. Alright, deep in my heart, there is a huge love for you. Anh nói anh thích giản đơn. Ok, you said you like the simplicity, là sự giản đơn. Simplicity, you like the simplicity. You said you like the simplicity. So, I will be simple. Em cũng sẽ đơn giản. Anh nói là anh thích sự giản đơn nên em cũng sẽ đơn giản. Các bạn thấy không, những cái này từ này không vần vèo nhiều và cũng không có quá phức tạp, miễn là mình cũng học rồi nè. As long as you love me, miễn là anh yêu em, còn miễn là anh bên em là as long as you are with me. As long as you're with me, đó, miễn là anh bên em, rất đơn giản. Đơn giản và cũng rất giản đơn. À, ok, simple and very natural. Giản đơn, tự nhiên. Natural đây là một cái vô tư, tự nhiên. Simple and very natural. Yêu em như ly trà sữa trân châu. Ai cũng thích uống trân châu, mình cũng thích uống. Alright, rồi. My love is, so sánh mình dùng like ha. Rồi, trà sữa trân châu là pearl milk tea. Thật ra các bạn có thể dùng từ bubble tea, nhưng mà tại vì ở đây có cái viên trân châu cho nên mình muốn dùng chữ pearl luôn. Ok, so my love is like pearl milk tea, trà sữa trân châu. Ít trân châu nhưng siêu to tình yêu của em. Tức là trân châu thì ít nhưng mà tình yêu của em thì to. Ý là như vậy đó. Rồi, vậy thì there are just a few pearls, chỉ có một ít viên trân châu thôi. But my love is huge. Huge, các bạn đọc cái từ khổng lồ nha, tại vì từ này là từ chính của bài hát cho nên là các bạn đọc kỹ cho mình, từ này là huge, nó có cái trình nặng phía sau á. Huge. Đó, đọc như vậy là đúng nha, đừng đọc hiu mà là huge. Huge. So there are just a few pearls, but my love is huge. Dốt toán nhưng em biết tính anh. À, ở đây là tiếng Việt, chơi chữ của tiếng Việt thôi, tiếng Anh sẽ không dịch ra được đâu, bởi vì là tính anh tức là không biết tính toán nhưng mà tính anh được đó, thì ở đây mình phải dịch ra tiếng Anh đó là dở toán, dốt toán, nhưng mà em hiểu được cái tính cách của anh trong cái từ đó là như vậy. Rồi, vậy thì dốt toán là bad at math. Bad at là dở cái gì đó, bad at. Rồi đầu câu thì mình phải dùng verb in, being, mình sẽ dùng phải là being. Tại vì nó là tính từ sẽ đi với động từ to be. So being bad at math, but I understand your personality. Em hiểu được tính anh. Being bad at math, but I understand your personality.
nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu. Being shy, shy là nhút nhát đúng không ạ? That I can tell you of my love, em cũng có thể nói ra tình yêu của mình. I can tell you of my love. Biết nói yêu, tức là biết nói cho anh biết tình yêu của em đó. I can tell you of my love. Các bạn học cụm này nhé. Nói cho anh nghe tình yêu của em. Being shy, but I can tell you of my love. Vậy nên, therefore, just love me, baby. Yêu em nhé. Easy, just love me, baby. Thật ra dịch mấy các bạn này mình thích lắm. Tại vì mình thấy nó rất là simple, dễ thương. Nghe nhạc cũng dễ thương. Quỳnh thì không quá khó tính trong việc nghe nhạc các bạn ạ. Tức là Quỳnh cũng không phải kiểu như là phân tích là tại sao nó trẻ trung quá hay là nó khó nghe hay là gì đó. Thật ra Quỳnh là một người Quỳnh cảm giác như là mình có thể cảm được mọi thể loại âm nhạc luôn. Các bạn xem các video trước của mình, các bạn sẽ cảm thấy rằng là thật ra Quỳnh không có phải giả vờ khen hay là một ca khúc nào đâu. Tại vì Quỳnh nghe rất là easy luôn. Tại vì mỗi bài hát thì giống như là mình sẽ đặt mình vào trong cái tâm thế của cái người hát, và mình hòa mình vào trong cái cảm xúc của bài hát, cho nên mình cũng không dành cho nó quá nhiều sự phán xét. Trừ khi những cái bài hát nào mà nó quá dùng những cái ngôn ngữ thô lỗ hay là quá nhảm thôi. Chứ còn thật ra những bài hát như vậy nó chỉ khác biệt về tuổi tác thôi. Tại vì nó quá tin so với tuổi của Quỳnh thôi. Chứ mình không có một cái ý kiến gì về cái phần này hết. Cho nên ví dụ như nếu mà các anh chị có đang lớn tuổi hơn Quỳnh hoặc có xem cái video này, thì mọi người cũng cảm thấy theo Quỳnh thì là mình hãy cho mình một cái cơ hội để mà mình được trẻ lại thêm chục tuổi chẳng hạn. Tiếp tục nhé. Kỳ ghê ta, ôi sao lần nào cũng thế. Nhưng mà không hiểu sao cái bé này, cái giọng của bé này nghe nó trẻ con ghê luôn ấy. Gọi là sao nhỉ, không biết là cái này là giọng thật hay autotune, mà ý là mình nghe nó rất là trẻ luôn. Tức là nó giống như là nó hơi bị, có phải là bóp giọng không ta? Không phải, nhưng mà không biết dùng từ gì để nói nữa. Ok, nhưng mà mình sẽ không thể hát được cái giọng như vậy. Không hát được cái giọng tin như vậy. Rồi, it's so weird là kỳ. Cái từ này mình đọc là weird. Weird là kỳ quặc ha. It's so weird. Rồi, tại sao lần nào cũng vậy? Why is it always like that? Why is it always like that? Okay, it's so weird. Why is it? Các bạn học cùng này nha. Sao lúc nào cũng vậy? Why is it always like that? Why is it always like that? Không gặp anh một hôm thôi. Tức là one day without you feels like a year, như là cả năm. One day without you feels like a year. Là anh không thấy. Don't you feel the same? Thấy ở đây là cảm thấy ấy, chứ không phải là nhìn thấy đâu. Ok, don't you feel the same? Là anh không cảm thấy như vậy hả? Hay là anh không hiểu ra vấn đề? Don't you get the point? Hiểu ra vấn đề là get the point nha các bạn. Don't you feel the same or don't you get the point? Đó, hiểu vấn đề là get the point. Anh ngô nghe, mình sẽ cắt tự từ là you are foolish. Foolish là ngô nghe. Anh vô tâm tới em, tức là anh không quan tâm tới em đó. You don't care about me. You're foolish, you don't care about me. Hết rồi. Rồi, lặp lại phần đầu ha. Rồi. Bài hát rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lại bài đọc này một lần ha. Và các bạn sẽ cảm thấy là bài hát này thật ra rất là dễ cảm và dễ tiếp thu hơn rất là nhiều đúng không ạ? Dễ thương nữa nha mọi người. Alright, rồi chúng ta cùng nhau đọc nhé. Các bạn cùng đọc to lên cùng Quỳnh nha. 1, 2, 3, the dream of love faded away. Feel the pain inside with soda at my side. Are you sad? I'm very sad. But why can't I understand? What are you waiting for? Who are you waiting for? Take a faraway look. On the porch, who are you happily smiling to? Falling in unrequited love is exhausting. That's why, shall I say these words out loud?
deep in my heart, there's a huge love for you. You said you like the simplicity, so I will be simple. As long as you love me, as long as you are with me. Simple and very natural. My love is like pure milk tea. There are just a few pearls, but my love is huge. Being bad but mad, but I understand your personality. Being shy, but I can tell you all of my love. Sorry, being shy, but I can tell you of my love. Therefore, just love me, baby. It's so weird. Why is it always like that? One day without you feels like a year. Don't you feel the same or don't you get the point? You are foolish. You don't care about me. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn yêu thích bài học của Quỳnh bằng cách là sẽ nhấn nút like ủng hộ cho Quỳnh nha và nhấn cả nút subscribe đăng ký theo dõi nữa nha. And I will see you in the next videos. Bye.